Các chuyên gia khí tượng cho biết thời tiết dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 sắp tới tương đối đặc biệt, bởi trong giai đoạn 10 năm qua, chưa có một năm nào mà cả ba miền Bắc Trung Nam cùng xảy ra nắng nóng. Dự báo từ ngày 27 tháng 4 đến ngày 30 tháng 4, Bắc Bộ xuất hiện một đợt nắng nóng diện rộng với nhiệt độ từ 37 đến 38 độ. Khu vực phía Tây Bắc Bộ cũng như các tỉnh miền Trung từ Thanh Hóa trở vào đến Bình Định, Phú Yên, nhiệt độ lên 37-39 độ. Vùng núi phía Tây của các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi, nhiệt độ có nơi lên đến 41 độ. Những ngày nghỉ lễ, Tây Nguyên và Nam Bộ cũng xảy ra nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 38 độ. Trong những ngày đầu tiên của tháng 5, trọng tâm khu vực vùng núi Trung Du Bắc Bộ dự báo xuất hiện mưa, dông lốc và gió giật mạnh. Còn phía Nam có mưa dông chuyển mùa, nắng nóng giảm, nhưng gia tăng hiện tượng dông lốc, sét và mưa đá. Nguyên nhân nắng nóng được các chuyên gia khí tượng đưa ra là do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino. Cộng thêm giai đoạn này, nước ta đang chịu tác động của vùng áp thấp nóng phía Tây nên gây ra một đợt nắng nóng diện rộng trên cả nước trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 sắp tới. Để có kỳ nghỉ lễ vui vẻ, an toàn, các chuyên gia y tế lưu ý, người dân khi vui chơi, tham gia các hoạt động ngoài trời cần hạn chế khung giờ từ 11 giờ trưa cho đến 16 giờ chiều trong các ngày 29 và ngày 30 tháng 4. Khi sử dụng điều hòa thì không nên để nhiệt độ thấp hơn 26 độ C vì tạo sự chênh lệch nhiệt độ lớn trong phòng và ngoài trời, gây sốc nhiệt. Sau đợt nắng nóng thì có thể xuất hiện mưa dông cục bộ, hơi ẩm nóng bốc lên từ mặt đất. Hơi ẩm này khá độc trong các cơn mưa đầu mùa vì chứa khí lưu huỳnh và metan. Mọi người tránh ra ngoài trời trong lúc mưa và sau khi mưa. Hãy để hơi ẩm bốc hơi hết sau 1 đến 2 tiếng hãy ra ngoài trời. Ngành y tế cũng khuyến cáo là người dân quan tâm tăng cường sức đề kháng thông qua việc ăn uống các thực phẩm có nhiều vitamin, nhất là vitamin C. Lưu ý là uống nước thường xuyên, bù đủ nước cho cơ thể khi làm việc ngoài trời và bài tiết nhiều mồ hôi. Người lao động trực tiếp và nhiều giờ dưới ánh nắng nên tránh thay đổi nhiệt độ đột ngột. Và để bảo vệ tránh các bệnh lý về da, người dân cần tránh để da tiếp xúc trực tiếp dưới ánh nắng bằng cách là che chắn sử dụng các trang thiết bị bảo hộ như là nón, khẩu trang, bao tay, áo chống nắng. Người có các bệnh lý tăng huyết áp phải uống thuốc đầy đủ. Với bệnh đái tháo đường thì phải điều trị để cơ thể có sức đề kháng tốt. Và nếu như xảy ra sốc nhiệt đột quỵ, tốt nhất là gọi cho trung tâm cấp cứu 115, tránh tự cấp cứu bằng cách là châm kim vào các đầu ngón tay chân mà bỏ qua giai đoạn giờ vàng. Nắng nóng cũng dễ khiến cho vi khuẩn sinh sôi, người dân cần kiểm tra kỹ thực phẩm trước khi sử dụng, tránh để đồ ăn thức uống quá lâu dẫn đến ôi thiêu. Dần vấn đề bảo quản thực phẩm cũng là vấn đề được nhắc đến bởi thời gian qua xảy ra hàng loạt vụ ngộ độc tập thể. Chỉ trong quý 1 năm nay, số người bị ngộ độc thực phẩm tăng gần 3 lần so với cùng kỳ. Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa được đánh giá là điểm nóng bởi chưa đầy 1 tháng có đến 3 vụ ngộ độc thực phẩm nối tiếp nhau liên quan hàng trăm người. Thực tế thì không phải chỉ những tháng đầu năm nay mới gióng lên hồi chuông cảnh báo an toàn thực phẩm. Nhiều năm qua thì vấn nạn này luôn rình rập, đe dọa sức khỏe của người dân. Năm ngoái, cả nước ghi nhận 125 vụ ngộ độc thực phẩm, khiến hơn 2.100 người ngộ độc và 28 trường hợp tử vong. Hàng ngàn cơ sở bị phát hiện và xử lý vi phạm, tổng số tiền phạt gần 130 tỷ đồng. Năm 2022, cả nước xảy ra 54 vụ ngộ độc thực phẩm, khiến hơn 1.300 người bị ngộ độc, có 18 người tử vong. Ngành chức năng xử lý hơn 20.000 cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm. Thực tế này cho thấy việc lên án kêu gọi sản xuất, kinh doanh có lương tâm hay xử phạt hành chính không đủ răn đe, loại bỏ thực phẩm bẩn ra khỏi cuộc sống, cần phải có chế tài nghiêm khắc hơn, hành động quyết liệt của toàn xã hội. Cuộc chiến với thực phẩm bẩn chưa bao giờ đáng lo ngại như hiện nay.
Sự mất an toàn diễn ra hàng ngày, hàng giờ, hiện diện trong từng mâm cơm của mỗi gia đình, từng bữa ăn bán trú của học sinh. Mỗi đợt cơ quan chức năng ra quân kiểm tra về an toàn thực phẩm, lại có những con số choáng váng về thực phẩm bẩn, lấn lướt sự an toàn trong từng bữa ăn gia đình. Tại Hà Nội, trong một tháng ra quân tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm Tết, từ ngày 15 tháng 12 năm ngoái đến ngày 15 tháng 1 năm nay, trong hơn 5.000 cơ sở, ngành chức năng phát hiện và xử phạt gần 700 cơ sở. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng, nếu chỉ phát hiện sai phạm rồi xử phạt hành chính thì chưa đủ sức răn đe. Bởi không ai dám chắc, các trường hợp sau khi bị phát hiện xử phạt hành chính lại không tiếp tục ngựa quen đường cũ. Nhiều người bày tỏ sự bức xúc khi đâu đó vẫn còn tình trạng một công ruộng trồng rau để ở nhà ăn, một công để bán chứ không ăn được, hay việc biến thực phẩm hư thối kém chất lượng thành sản phẩm có giá trị, thực phẩm tẩm ướp hóa chất. Những việc làm này vừa vi phạm đạo đức kinh doanh, vi phạm pháp luật, vừa ảnh hưởng trực tiếp đến giống nòi của người Việt, đến an toàn cuộc sống. Hành vi kinh doanh buôn bán hoặc tiếp tay cho thực phẩm bẩn luôn khiến người tiêu dùng bức xúc và kịch liệt lên án. Ngành chức năng cũng không ngoài cuộc khi liên tiếp chặn đứng nhiều vụ sản xuất buôn lậu thực phẩm bẩn kém chất lượng, hàng quán chế biến thức ăn không an toàn. Nhưng vẫn chưa đủ, các chuyên gia cho rằng phải có biện pháp đồng bộ tổng thể, ví dụ từ ý thức của người bán hàng và cả ý thức của người mua, cũng như kiên quyết đấu tranh với hành vi kinh doanh thực phẩm bẩn của toàn xã hội. Nếu chưa có lực lượng chức năng vào cuộc thì khó có thể kiểm soát được vi phạm, bởi thực tế hành vi kinh doanh thực phẩm bẩn ngày càng tinh vi, khó lường. Vấn nạn này cần cả xã hội chung tay để tuyên chiến với thực phẩm bẩn. Cụ thể, cả xã hội cần có thái độ rõ ràng, hành động dứt khoát với thực phẩm bẩn, như phát hiện, tố giác từ sớm các hành vi vi phạm, tẩy chay không sử dụng những thương hiệu vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm. Đối với những trường hợp kinh doanh thực phẩm bẩn khối lượng lớn, vi phạm nhiều lần cần xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự, cũng như có thể cấm vĩnh viễn việc kinh doanh các loại thực phẩm mà trước đó bị xử lý vi phạm.